Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối chủ nhật ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin trong nước đáng chú ý. Khẩn trương chống dịch tại quận Hải Châu. Thêm một người ở Đà Nẵng mắc COVID-19. Hà Nội ra công điện khẩn về phòng chống COVID-19. Sau ca nhiễm COVID-19 thứ 416, thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục phát hiện ca nhiễm thứ 2 vào đêm ngày 25 tháng 7. Chính quyền địa phương này đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, ngay sau khi phát hiện ca bệnh dương tính thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng, thì chính quyền thành phố đã khẩn trương triển khai phun thuốc khử khuẩn tại khu vực nhà ở của bệnh nhân này, cũng như triển khai các yếu tố điều tra dịch tễ. Bệnh nhân số 418 thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm ngày 25 tháng 7. Để tránh gây hoang mang đối với người dân trong khu vực lân cận với gia đình bệnh nhân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch cũng như tuyên truyền để người dân nắm rõ về tình hình dịch bệnh. Ban chỉ đạo là tuyên truyền lưu động, xe lưu động, tuyên truyền quanh trên đoạn phường Thanh Bình về cái việc COVID-19 và hiện nay chúng tôi là vận động tất cả các bà con về đi tiếp xúc có khẩu trang, đeo khẩu trang cũng như cách ly cách nhau 2 mét để mà đảm bảo về trong an toàn sức khỏe cho bà. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã triển khai gấp các biện pháp khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đưa đi cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp cần thiết. Để kịp thời khoanh vùng dập dịch, ngay trong sáng nay ngày 26 tháng 7, Đoàn Công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Đà Nẵng và cán bộ y tế các quận huyện trên địa bàn thành phố về công tác truy vết, phát hiện các trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Ngay khi có kết quả xét nghiệm ca bệnh COVID-19 thứ 2 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Y tế đã phối hợp cùng ngành Y tế Đà Nẵng và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Ngay trong sáng nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có buổi tập huấn hướng dẫn các bước quy trình thực hiện truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân số 416 và 418. Cán bộ y tế các quận có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 đang khẩn trương tiến hành truy vết sớm trường hợp tiếp xúc để tránh bỏ sót đối tượng F1, F2. Cùng với đó, tiến hành xác định đối tượng tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân để không bỏ sót lịch sử dịch tễ của người tiếp xúc. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng lưu ý cần điều tra truy vết người tiếp xúc vòng 1 trước trong thời gian sớm nhất. Việc truy vết người tiếp xúc vòng 2 có thể được thực hiện đồng thời. Hiện nay đang tổ chức tập huấn từ vấn đề dịch tễ cho đến vấn đề xét nghiệm cũng như là vấn đề kiểm dịch, về công tác truyền thông và chúng tôi cũng đã tại ổ dịch thì cũng đã triển khai rất là nhiều các cái biện pháp để chống dịch tại chỗ, giống như là đã thành lập các cái tổ COVID cộng đồng phòng chống dịch tại cái địa điểm mà nhà bệnh nhân đang sinh sống và hiện nay thì cũng đã theo dõi chặt chẽ tình hình tại đó, giám sát tất cả các người dân tại đó hàng ngày. Nhằm chủ động hạn chế nguồn tiếp xúc của hai bệnh nhân COVID-19 số 416 và 418, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục điều tra dịch tễ trên diện rộng, đồng thời thực hiện truy vết tất cả những trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức cách ly một cách triệt để. Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, sáng nay ngày 26 tháng 7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công điện khẩn gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã và xã phường thị trấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25 tháng 7 về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh. Tổ dân phố, thôn, xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo địa phương để cách ly theo quy định và xử lý nghiêm những trường hợp này, cũng như các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan. Yêu cầu tất cả trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn phải thực hiện nghiêm kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng khi tham gia giao thông. Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị dự phòng hóa chất, vật tư tiêu hao để đáp ứng công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu. Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, khách sạn, cơ sở lưu trú đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trở về địa phương với nhiều thương tật trên người, tuy nhiên nhiều thương binh tại tỉnh Quảng Bình đã vượt mọi khó khăn, tìm cho mình một con đường riêng để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Sau 30 năm cống hiến trong quân ngũ, về với đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trọng cùng vợ đã khai hoang vỡ đất trên vùng đất đầy rẫy bom mìn. Gian khó đã tưởng chừng làm cho gia đình ông chùn bước. Thế nhưng càng khó khăn, bản lĩnh người lính càng thôi thúc.
người thương binh 4/4 đã 80 tuổi này, xây dựng một mảnh vườn trồng cây ăn quả, rau mùa kết hợp với nuôi gà thả cá, cho thu nhập hàng năm lên đến hơn 50 triệu đồng. Với góc độ là một người lính thì bộ đội Cụ Hồ là luôn luôn là bất kỳ cương vị mốt, bất kỳ ở thời điểm mốt mình cũng phải hết sức nỗ lực cố gắng để thể hiện là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Còn cựu chiến binh Phạm Văn Liếc, thương binh 1/4 với tỷ lệ thương tật 81%. Sau khi phục viên, nhận thấy làm lúa sẽ không phù hợp với sức khỏe, ông đã mạnh dạn vay mượn đầu tư nuôi cá, nuôi gà. Năm 2017, nhận thấy giá trị kinh tế nuôi của cá trình vừa phù hợp với sức khỏe bản thân, nên ông đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình. Với 6 lồng cá, được bán gối đầu hàng năm cho thu nhập lên đến hơn 100 triệu đồng. Năm 2019, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, vươn lên vượt khó, chiến thắng thương tật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Đang trái thì cũng vất vả vì kinh tế hạn chế, cũng như thúc đẩy của cấp ủy chính quyền, là các bạn bè đồng nghiệp là họ giúp đỡ cho vốn liếng làm ăn là từ mình phải được vươn lên. Trong những ngày tháng 7 linh thiêng, những người lính năm xưa luôn hướng về đồng đội, tìm và để kể lại cho đồng đội mình chuyện chiến đấu năm xưa, về cuộc sống hôm nay. Những gương thương binh làm kinh tế giỏi không chỉ góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, mà hơn hết đó là những tấm gương cho con cháu noi theo. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Campuchia tạm đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia. Triều Tiên triển khai tình trạng khẩn cấp tối đa ứng phó COVID-19. Bão Hanna đổ bộ vào miền Trung Nam nước Mỹ. Hôm qua, Campuchia đã quyết định tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1 tháng 8 tới, cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại hai quốc gia Đông Nam Á này giảm bớt. Theo đó, Thủ tướng Hun Sen đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1 tháng 8 tới. Bộ Y tế Campuchia cho biết, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, đã phát hiện số lượng hành khách đến Campuchia mắc COVID-19 gia tăng trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia. Trong tổng số 108 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có tới 55 trường hợp là hành khách từ Malaysia. Tính đến ngày 25 tháng 7, Campuchia đã phát hiện 225 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, Campuchia sẽ tổ chức nhiều lễ hội, do đó đòi hỏi phải nâng cao cảnh giác nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 28 tháng 7 năm 1995, 28 tháng 7 năm 2020, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nga đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Nga Grigory Pavlovich Chofimchuk, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu ý tưởng Á-Âu. Vị chuyên gia đã đánh giá cao vai trò đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN trong một phần tư thế kỷ qua, cũng như sự phối hợp Việt-Nga trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông Grigory Chofimchuk, Việt Nam đóng vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của ASEAN trong 25 năm qua. Việt Nam đã chứng tỏ mình không chỉ là một thành viên có trách nhiệm của ASEAN, mà còn là đầu tàu của tổ chức uy tín này. Với tư cách là chuyên gia, chúng tôi ghi nhận những sáng kiến hòa bình của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN, cũng như đưa ra các giải pháp hòa bình, mang tính xây dựng đối với các vấn đề của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Đông. Dư luận ở Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu đều nhận định rằng Việt Nam đang góp phần nâng cao vị thế của ASEAN, quảng bá hình ảnh của tổ chức này ra thế giới bên ngoài và trên phạm vi quốc tế. Không chỉ Nga, mà chính ASEAN cũng cần cảm ơn Việt Nam về việc này. Ông cũng cho rằng Việt Nam đã giúp đỡ Moscow có được sự hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ ASEAN và thúc đẩy các lợi ích của Nga ở khu vực này. Theo chuyên gia Nga, cần mở rộng tối đa khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước ASEAN, tạo ra một sân chơi ổn định cả về kinh tế và an ninh. Theo ông, Nga, Việt Nam và ASEAN đang đi đúng hướng và sẽ đạt được các mục tiêu của mình. Tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thông qua hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa để ngăn chặn đại dịch COVID-19 sau khi phát hiện ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong-un tại cuộc họp trên, nhấn mạnh đến quyết định triển khai biện pháp ưu tiên phong tỏa toàn bộ thành phố Kaesong sau khi một người vượt biên trái phép quay trở về thành phố biên giới này hôm 19 tháng 7 và hiện đang bị nghi mắc COVID-19. Để giải quyết tình hình hiện nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực liên quan. Cũng theo KCNA, bệnh nhân nghi nhiễm trên đang được cách ly nghiêm ngặt và mọi người ở thành phố Kaesong đã tiếp xúc với người này cùng những người đã tới thành phố trong 5 ngày gần nhất, đang được điều tra cặn kẽ, kiểm tra y tế và đặt dưới chế độ cách ly. Sáng nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Ủy ban trên, trong số các ca lây nhiễm nội địa, 22 ca ghi nhận tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và 13 ca tại tỉnh Liêu Ninh. Các ca mắc còn lại trong ngày là ca ngoại nhập. Hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 288 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 18 ca nặng. Tính đến hết ngày 25 tháng 7, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng hơn 83.800 ca mắc, trong đó có hơn 4.600 ca tử vong. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh nước này cho biết, ngày 26 tháng 7 ghi nhận số ca mắc mới giảm xuống dưới 60 ca, một ngày sau khi thông báo số ca mắc trong ngày cao nhất trong gần 4 tháng. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm xuống 12 ca ngày 26 tháng 7 so với 27 ca một ngày trước đó. Tại khu vực Mỹ Latin, các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đang đẩy nhanh tiến trình bào chế thuốc chữa bệnh. Cục Quản lý Dược phẩm, Thực phẩm và Công nghệ Y tế Argentina đã cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng từ tuần tới loại thuốc chống COVID-19 được bào chế từ huyết thanh ngựa. Theo đó, thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ được thực hiện tại 14 trung tâm y tế ở khu vực thủ đô Buenos Aires và tỉnh Buenos Aires, nơi tập trung 90% các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Argentina. Các nhà khoa học Argentina đã bào chế loại thuốc đầu tiên điều trị COVID-19 tại Argentina bằng cách tiêm protein đã được tái tổ hợp của virus SARS-CoV-2 lên ngựa, giúp tạo ra trong huyết tương ngựa một số lượng lớn các kháng thể trung hòa có khả năng ngăn chặn virus xâm nhập vào các tế bào. Kết quả thí nghiệm trong ống nghiệm cho thấy, huyết thanh này có khả năng vô hiệu hóa yếu tố gây bệnh cao gấp 50 lần so với huyết thanh của bệnh nhân hồi phục sau khi mắc COVID-19. Hanna, cơn bão lớn đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã đổ bộ vào bang Texas của Mỹ chiều qua theo giờ địa phương. Với sức gió đo được lên tới 145 km/h, cơn bão cấp 1 được cảnh báo sẽ ảnh hưởng nặng tới miền Nam Texas và miền Đông Bắc Mexico. Bão Hanna được dự báo sẽ tiến sâu vào bang Texas trong tối nay và di chuyển về phía Đông Bắc Mexico trong ngày 26 tháng 7 theo giờ Mỹ, có khả năng gây ra lốc xoáy mạnh tại các khu vực ven biển, gây sóng cồn cao tới 1,8 mét và lượng mưa lên tới 45cm tại một số khu vực bão đi qua. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, những cơn mưa lớn dọc theo khu vực phía Nam Texas và Đông Bắc Mexico có thể gây ra lũ quét gây nguy hiểm đến tính mạng và khiến các con sông tràn bờ. Chính quyền bang Texas đã ban bố cảnh báo bão tại 32 hạt của bang này và cho biết đang theo dõi sát tình hình. Chỉ vài giờ sau khi bão đổ bộ, truyền thông đã gửi đi hình ảnh về cây cối ngã đổ và nhiều tòa nhà bị hư hại do gió bão lớn. Một số khu vực đã thông báo về tình trạng ngập lụt và mất điện. Mới đây, giới chức Pakistan đã cảnh báo cần phải thực hiện ngay các biện pháp nhằm ngăn đàn châu chấu sa mạc khổng lồ từ vùng sừng châu Phi tràn vào Pakistan vào cuối tháng 7 này. Phát biểu tại một cuộc họp do Trung tâm Kiểm soát Châu chấu Quốc gia Pakistan tổ chức, Bộ trưởng An ninh Lương thực Pakistan cho rằng, trong một vài ngày hoặc vài tuần tới, đàn châu chấu sa mạc từ vùng sừng châu Phi, đặc biệt là từ Somalia, có thể sẽ càn quét khu vực Tây Nam Á, trong đó có Pakistan, Iran và Ấn Độ. Theo Trung tâm Kiểm soát Châu chấu Quốc gia, hơn 1.000 nhóm làm việc chung của quân đội Pakistan, Bộ Nông nghiệp và Sở Lương thực đã tiến hành khảo sát gần 44.000 km2 các khu vực bị ảnh hưởng và tiến hành hoạt động khử trùng ở hơn 10.700 km đất. Khoảng 8.000 nhân viên quân sự, 9 máy bay đã tham gia chiến dịch này. Do nằm trên tuyến đường di chuyển của châu chấu, Pakistan đặc biệt dễ bị nạn châu chấu sa mạc tấn công. Năm ngoái, Pakistan đã hứng chịu đợt châu chấu tấn công tồi tệ nhất kể từ năm 1993. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước quốc tế tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.